Thật ra là tôi rất tiếc. Rất tiếc chúng tôi có cái tối đa cái số điểm ở trận đấu này. Hôm nay thì khi gặp Việt Nam, cái đội bóng ở top đầu tiên, top trên thì anh đã đặt mục tiêu như nào, hôm nay toàn đội đã làm như thế nào? Đó là giờ chúng tôi là mỗi trận đấu là một trận chung kết rồi. Và chúng tôi khát khao có những cái điểm số tối đa cho dù đối phương là ai. Nhưng mà ở trận đấu này thì chúng tôi có cái sự tôn trọng đối với đội bóng Việt Nam. Có vẻ như mỗi lần mà anh gặp những cái đội bóng của Việt Nam thì thường là cái kết quả nó rất là tốt. Anh có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận của mình. Tôi nghĩ đó có lẽ là cái sự may mắn đến từ tôi mỗi lần được đội đông Việt Nam. Có cầu thủ của Việt Nam đó là Trọng Đại, khi về đội thì hôm nay theo quan sát của tôi là anh ấy đá ở pha hợp với trung vệ, vị trí trung vệ. Không hiểu là khi mà Trọng Đại về với đội thì huấn luyện Thành Công đã quyết định sử dụng cậu ấy ở vị trí đó, hay là trận đấu này khi mà gặp lại Việt theo cái sự am hiểu của cậu ấy được không? Thật ra đó là cầu thủ về Trọng Đại ấy, thì khi về với Hà Tĩnh ấy, thì cá nhân có hai mục tiêu. Cái mục tiêu thứ nhất là bổ sung cho lực lượng của ông Lịch Hà Tĩnh dài hơn. Cái thứ hai nữa là tôi muốn cứu một cái tài năng của bóng đá Việt Nam. Và ở trận đấu này thì còn vị trí thì tôi vẫn định hướng cho Trọng Đại hai vị trí, một tiền vệ và trung vệ. Và ở thời điểm này thì chúng tôi cần Trọng Đại ở vị trí trung vệ nhất trận đấu này. Ở cuối trận thì anh đã dành khoảng thời gian để gặp những người học trò cũ, và đặc biệt là Hoàng Đức. Anh có thể chia sẻ một chút cái cảm xúc về cái sự trưởng thành của Hoàng Đức và thầy trò đã ôn lại những chuyện gì không? Chắc chắn rồi, tức là khi được chứng kiến cái sự trưởng thành của các học trò cũ ấy, thì cái tôi có được sự hạnh phúc và tôi tự hào về họ. Sau cái trận hòa này thì anh đánh giá cái khả năng của đội bóng trong cái cuộc đua trung hạng như thế nào? Tôi nghĩ cuộc đua năm nay là cực kỳ gay cấn và chúng tôi cũng có những cái lợi thế nhất định ở trong cuộc đua này, và chúng tôi sẽ làm hết khả năng để chúng tôi vẫn là đội bóng V-League. Theo ông, ấn tượng về học trò nào của mình ở trong trận đấu hôm nay? Thực ra là tôi không ấn tượng cá nhân nào, nhưng mà tôi ấn tượng với tập thể. Thực ra là tôi tự hào về họ, tại vì họ đã chiến đấu hết khả năng của mình vì đội bóng và họ có khát khao. Ông đánh giá như thế nào về mấy cái tình huống của đội bóng đã tạo được ở những cái phút cuối của trận đấu? Đó là cái sự ghi nhận, tại vì là họ đã nỗ lực, họ đã tạo được cơ hội và rất tiếc là nó chuyển hóa được thành bàn thắng. Theo dõi trận đấu hôm nay thì những thể trạng Lazio hình như có biểu hiện căng cơ không? Thực ra là với mật độ thể dẻo dai này, không riêng gì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tất cả các đội, các cầu thủ đều gặp vấn đề về thể chất và cả cái vấn đề chấn thương, nhất là các vấn đề cơ bắp. Với kết quả của Hồng Lĩnh hôm nay cũng đó là một kết quả là phải đáng mừng. Bởi vì ai là có những cuộc tập luyện được rất mạnh và toàn thể của quốc gia, thì với những cuộc đấu tranh còn những trận đấu còn lại thì với những cuộc ông nhận định thế nào? Chúng tôi vẫn mang cái tinh thần đấy, khát khao đấy. Và lối chơi của ta với những cuộc là có gì thay đổi? Không, chúng tôi vẫn thế, chúng tôi vẫn là chúng tôi và cho chúng tôi vẫn có những cái. Chắc chắn rồi, ở trong giai đoạn này như tôi nói nãy, các đội chống phải riêng như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, các cầu thủ với mật độ thi đấu dày này, lịch thi đấu dày này rất khắc nghiệt. Thật sự là phải có những cái sự thương cảm đối với họ, đấy tôi nói sự thương cảm luôn đấy. Nên là nói chung là ở trong thời điểm với mật độ thi đấu dày này, cái chỗ xáo trộn đội hình là cái chuyện tôi nghĩ là rất bình thường, tại vì là một cầu thủ có thể khả năng chấn thương bất cứ thời điểm nào trận đấu. Ông suy nghĩ như thế nào về sự quan tâm của câu lạc bộ? Tôi nghĩ cái này cái cực tốt ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giờ hiện đại này, nhất là lãnh đạo cực kỳ quan tâm và sát sao động viên và ủng hộ tất cả mọi thứ cho đội bóng, và tôi nghĩ là cả cầu thủ sẽ đền đáp lại cái sự quan tâm đó. Rồi, cảm ơn anh em. Chị cái hóa giá này.
phim Gulliver Du Ký